Hãy cùng hành động để bảo vệ màu xanh trái đất. Trái đất đang nóng lên từng ngày, biến đổi khí hậu, thiên tai liên miên, tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ. Vấn đề bảo vệ môi trường không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà còn là vấn đề cấp bách của toàn nhân loại. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường là sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy, hiểu biết về môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường mang tính cần thiết, cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu. Các nhà khoa học đều cho rằng giáo dục bảo vệ môi trường cần được quan tâm đúng mức ngay từ lứa tuổi mầm non, vì lứa tuổi này dễ dàng hình thành nề nếp, thói quen, mang lại hiệu quả cao, tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách con người. Trường mầm non Tống Chân tổ chức tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức và các việc làm cụ thể, như những hành động thường ngày mà trẻ nhìn thấy có tác động rất lớn với nhận thức của trẻ con. Các em rất dễ bắt chước và hình thành nên nhận thức, thói quen. Vì vậy, các bố mẹ nên dạy các bé tắt điện trước khi ra khỏi phòng, mở vòi nước vừa đủ dùng để tiết kiệm điện, nước. Ngoài ra, dùng giấy tiết kiệm cũng sẽ góp phần bảo vệ cây xanh, một trong những yếu tố giúp môi trường luôn trong sạch. Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ biết phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, được lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày để các bé có thể vừa học, vừa chơi mà vẫn tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Thông qua các hoạt động ngoài trời, các hoạt động khám phá khoa học, giáo viên sẽ tạo hứng thú bước đầu cho trẻ làm quen với những nội dung bảo vệ môi trường. Căn cứ kế hoạch số 341 Giáo dục đào tạo ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ về việc tổ chức hội thi Bé yêu môi trường bậc học mầm non năm học 2023-2024. Thực hiện kế hoạch số 167 Kế hoạch mầm non ngày 25 tháng 10 năm 2023 của trường mầm non Tống Chân ngày 10-11 tháng 11 năm 2023. Trường mầm non Tống Chân tổ chức hội thi Bé yêu môi trường cấp trường. Thực hiện công văn số 471 ngày 16 tháng 11 năm 2023, trường mầm non Tống Chân tham gia hội thi Bé yêu môi trường cấp huyện bậc học mầm non vào ngày 17 tháng 12 năm 2023. Hội thi là một hoạt động bổ ích trong trường mầm non nhằm nâng cao năng lực, hiểu biết của cán bộ quản lý, giáo viên trong trường mầm non về các vấn đề ô nhiễm môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non. Tích hợp, lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các hoạt động phù hợp, tạo sân chơi lành mạnh, sáng tạo, bổ ích cho trẻ. Tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong trường. Toàn trường có 125 cháu tham dự thi với 6 đội. Các đội thi thực hiện 3 nội dung thi. Nội dung 1, làm và trưng bày đồ dùng tái chế an toàn. Nội dung 2, tạo hình tranh theo chủ đề Bé yêu môi trường. Nội dung 3, giao lưu văn nghệ và trình diễn thời trang.
kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh đạt giải tranh vẽ xuất sắc và 10 bộ đồ dùng đồ chơi được làm bằng nguyên liệu vật liệu tái chế thân thiện với môi trường tham gia hội thi Bé yêu môi trường cấp huyện. Hội thi thực sự là sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn nhỏ của trường mầm non Tống Chân. Cuộc thi không chỉ khuyến khích sự sáng tạo nghệ thuật, khả năng hội họa của trẻ mà còn tạo cho trẻ cơ hội tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Chúng ta hãy cứu lấy màu xanh của trái đất. Hãy cùng bảo vệ trái đất cho hôm nay và mai sau, từ những việc nhỏ nhất như tuyên truyền bạn bè trong lớp, trong trường, gia đình và mọi người xung quanh cùng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác, tái sử dụng rác, thường xuyên dọn dẹp nhà ở của chính bản thân, đổ rác đúng nơi quy định, tuyên truyền gia đình cùng thực hiện phân loại rác, tích cực tham gia hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tích cực trồng nhiều cây xanh, hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, thay thế túi ni lông bằng những loại túi thân thiện với môi trường như túi có thể tái sử dụng, hạn chế không sử dụng đồ hộp, đồ nhựa dùng một lần. Hãy đóng góp tiếng nói của mình cho việc bảo vệ môi trường thông qua các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, thực hiện like, share những hành động đẹp để bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy làm những con ong chăm chỉ tham gia bảo vệ môi trường bạn nhé. Hãy để thế giới tự nhiên và con người hôm nay và mai sau được sống trong bầu không khí xanh, sạch, đẹp.